Vâng, xin chào các bạn đang theo dõi buổi phát trực tiếp. Tôi, Dũng Phi Hổ, buổi nói chuyện về chủ đề Cộng sản sợ điều gì nhất. Ở buổi phát trực tiếp hôm trước, tôi đã nói về lý luận về một mục tiêu chung. Và hôm nay tôi chỉ muốn nhắc lại rất ngắn gọn như sau. Hãy coi mục tiêu chung như là mặt trăng. Và các cái hội nhóm hay các cái giải pháp hướng đến như là những ngón tay chỉ trăng. Có rất nhiều ngón tay có thể chỉ được mặt trăng, nhưng mặt trăng là duy nhất. Tuy mặt trăng là duy nhất, nhưng có nhiều ngón tay có thể chỉ đến ánh trăng. Và đừng cho rằng ngón tay của bạn là ngón tay duy nhất. Và hôm nay tôi sẽ nói về chủ đề, một chủ đề có lẽ được nhiều người quan tâm. Đó là Cộng sản sợ điều gì nhất? Từ trước tới nay, nhiều người, trong đó có cả tôi, cho rằng Cộng sản sợ nhất sự thật. Điều này đúng. Cộng sản cái gì cũng sợ, không riêng gì sợ sự thật. Và dưới chế độ tuyên truyền một chiều, rất nhiều những sự thật lịch sử bị bưng bít. Và họ rất sợ người dân biết. Ngay bây giờ, ngay lúc này, các bạn có thể lên YouTube, các bạn gõ với từ khóa sự thật Hồ Chí Minh. Và sẽ có một bộ phim tài liệu nói về sự thật lịch sử cho các bạn xem. Sự thật về Hồ Chí Minh. Hay các bạn có thể dùng bộ máy tìm kiếm Google để các bạn tìm hiểu thêm về các sự thật lịch sử bị che giấu, như là ba lần Bác cười trước lúc đi xa. Các bạn có thể gõ từ khóa đó và thấy rằng là báo Quân đội Nhân dân đã từng có bài viết về vấn đề ba lần Bác cười trước lúc đi xa. Hiểu về bài báo ba lần Bác cười trước lúc đi xa. Nếu các bạn gõ và các bạn đọc được bài viết này thì các bạn sẽ thấy một điều rằng đó là trước khi ông Hồ Chí Minh mất, từ trước đến nay báo chí lịch sử họ thường viết lại rằng đó là trước khi ông Hồ mất thì ông muốn nghe một câu hỏi xứ Nghệ, một đôi làn quan họ. Có nghĩa rằng là ông Hồ Chí Minh ông muốn nghe những khúc hát của Việt Nam. Nhưng trong bài ba lần Bác cười trước lúc đi xa của do chính báo Quân đội Nhân dân viết, thì các bạn đọc bài đó, các bạn sẽ thấy được rằng là ông Hồ Chí Minh thật ra ông không hề nghe, ông hề không hề muốn nghe một câu hỏi xứ Nghệ, hay ông Hồ Chí Minh ông không muốn nghe một đôi làn quan họ, tức là ông ấy không có muốn nghe một khúc hát Việt Nam trước khi mất. Mà thật sự đó là ông Hồ Chí Minh đã yêu cầu một khúc hát của tỉnh Phúc Kiến trước khi mất. Nghĩa rằng là trước khi ông Hồ Chí Minh mất đi thì ông muốn nghe một khúc hát của Phúc Kiến. Và đó là chi tiết có trong bài viết ba lần Bác cười trước lúc đi xa đã từng được đăng tải trên trang Quân đội Nhân dân. Nhưng hiện nay đã bị xóa. Hiện nay tuy rằng bị xóa, nhưng nếu các bạn gõ vào bộ máy tìm kiếm dòng chữ Wayback Machine thì sẽ ra một cái trang web Wayback Machine cho các bạn vào để tham khảo. Và trang web này có nhiệm vụ của trang web là khôi phục những trang web đã từng bị xóa. Và riêng cái bài báo ba lần Bác cười trước lúc đi xa của chính Quân đội Nhân dân viết đã được rất nhiều người chụp lại. Và cho dù hiện nay thì họ đã xóa cái bài viết ba lần Bác cười trước lúc đi xa rồi, thế nhưng vào Wayback Machine thì các bạn sẽ tìm được lại bài viết gốc. Và các bạn sẽ thấy rằng đó là ông Hồ Chí Minh thật sự đã muốn nghe một khúc hát của người Phúc Kiến Trung Quốc thay vì muốn nghe một câu hỏi xứ Nghệ hay đôi làn quan họ như trong sách vở văn thơ ca nhạc mà họ tuyên truyền. Cái đó không phải. Và hay như lúc nãy tôi nói, đó là
Nếu mà YouTube với từ khóa sự thật về Hồ Chí Minh thì các bạn cũng sẽ theo dõi được một cuốn băng được làm rất công phu, có rất nhiều nhà sử học, và trong đó có ông Vũ Thư Hiên, là con của ông Vũ Đình Huỳnh, thư ký riêng của ông Hồ Chí Minh, cũng có tham gia trong bộ phim tài liệu sự thật về Hồ Chí Minh này để nói lên lịch sử của ông Hồ Chí Minh. Thế nhưng thật sự mà nói thì cộng sản cái gì cũng sợ, cộng sản sợ sự thật, cộng sản sợ quyền tự do lập hội, cộng sản sợ tự do hội họp, hay cộng sản sợ người dân biểu tình. Mà thật sự mà nói đó là một điều, đó là từ khi mà nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được hình thành từ năm 1976 đến giờ, thì luật biểu tình, tuy rằng trong hiến pháp có quy định người dân có quyền biểu tình, nhưng họ không hề cho phép người dân được quyền hưởng cái quyền đó. Đó là quyền con người căn bản, quyền công dân căn bản, có quy định trong Tuyên ngôn Nhân quyền Liên Hợp Quốc, có quy định trong Công ước Quốc tế về quyền dân sự và chính trị mà chính Việt Nam đã ký, và trong hiến pháp cũng có quy định, nhưng họ không có cho người dân được cái quyền đó. Cộng sản Việt Nam sợ rất nhiều thứ. Thế nhưng họ sợ nhất điều gì? Theo các bạn thì cộng sản sẽ sợ nhất điều gì? Tôi xin kể lại một câu chuyện của chính bản thân tôi. Đó là khi mà tôi bị bắt vào trại giam, thì đã có những thời điểm, điều này những người bạn tù có thể chứng minh cho tôi, đã có những thời điểm tôi ở trong buồng giam và tôi đọc rất là to, tôi đọc rất to, đặc biệt khi trong thời gian tôi bị giam giữ tại nhà tạm giữ tạm giam của công an quận Hoàn Kiếm, đã có những thời khắc tôi đọc như tôi phát radio. Đó là cứ đến vào mỗi buổi chiều thì tôi đọc là đây là đài phát thanh Việt Nam Cộng Hòa phát thanh từ buồng 7 tại nhà tạm giữ tạm giam của công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Bản tin hôm nay tôi muốn cung cấp cho quý vị và các bạn những bản tin sau. Thứ nhất, sự thật lịch sử về ông Hồ Chí Minh. Thứ hai là cuộc cải cách ruộng đất. Thứ ba, tôi đọc rất nhiều. Tôi đọc rất nhiều trong buồng giam. Tôi đọc cả những cái bản tin mà trong đầu tôi nhớ. Ví dụ như tôi đã từng đọc trong buồng giam, tôi đọc rất to về chuyện ông Hồ Chí Minh dưới thời lý dưới bút danh, cái thời mà thời còn dùng bút danh là Lý Thụy, đã chỉ điểm cho quân Pháp bán đứng cụ Phan Bội Châu lấy 15 vạn bạc. Hay hay tôi có nói rất nhiều, ví dụ như Hồ Chí Minh đã có một thời gian là thiếu tá Hồ Quang. Hay tôi nói rất nhiều về cuộc cải cách ruộng đất, và tôi so sánh rất nhiều cái cuộc cải cách ruộng đất của miền Bắc Việt Nam với cuộc cải cách điền địa của miền Nam Việt Nam. Tôi nói rất nhiều. Thế nhưng đó là tôi, một điều đó là tôi không có bị họ can thiệp trong cái quá trình nói, mà thật có những người đó, họ chỉ đến và họ nhắc nhở là mong anh hãy giữ gìn trật tự cho buồng giam thôi. Đó, chứ họ không có dùng cái hình thức tra tấn hay kỷ luật tôi nhiều. Và sự thật một điều đó là đây là phim tài liệu sự thật về Hồ Chí Minh mà các bạn có thể tìm trên YouTube. Và có một sự thật bây giờ đó là ở trên mạng xã hội, trên Google, trên YouTube, các bạn có thể tìm được rất nhiều sự thật lịch sử mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã cố tình che giấu bấy lâu nay. Ví dụ như bộ phim tài liệu sự thật về Hồ Chí Minh được tìm thấy ở trên YouTube này chẳng hạn. Thế nhưng cái điều này có phải là cái điều mà khiến cho Cộng sản Việt Nam thật sự sợ hay không? Và quay trở lại trong các quá trình tôi ở tù, thì khi mà tôi đọc như thế thì cũng không có ai làm gì tôi cả. Thế nhưng mà có một việc đã xảy ra, đó là khi mà tôi lên hỏa lò. Khi mà tôi lên hỏa lò thì ngay lập tức tôi nhìn thấy đó là
cơm của những người tù, cơm của những người tù, bữa cơm nó là có, nó trở thành những cục, nó màu vàng chứ nó không phải màu trắng như cơm. Cơm bữa trưa thì màu vàng, cơm bữa tối thì màu đen, và những cái suất cơm đáng lẽ ra được hưởng của những can phạm thì họ không được hưởng như thế. Ví dụ như theo quy định của trại giam đó là mỗi can phạm và phạm nhân mỗi tháng sẽ được là 15 cân gạo, 17 cân rau, 0,7 kg thịt, 0,8 kg cá, 0,75 lít nước mắm, chẳng hạn như thế. Những điều này tôi nhớ trong đầu tại vì tôi đã đứng ra đấu tranh cho những người tù, chẳng hạn như thế. Nhưng một sự thật, một điều đó là họ không bao giờ phát đủ cho những người tù số lượng đó. Khi mà tôi vừa đến Hỏa Lò thì tôi thấy cái cảnh tượng mà họ đang chia cơm, họ dùng những cái xẻng, họ xúc cơm, họ đổ vào những cái xô, và khi mà những cái xô thức ăn đó đưa vào phòng thì thật sự là đó không phải là cơm, mà đó là những cục mà có thể ném nhau được. Và cơm vào buổi buổi trưa còn đỡ, còn cơm vào bữa chiều là nó màu đen nâu nâu, nó cơm lẫn cỏ, rau thì lẫn đất. Điều đó là điều thường xuyên xảy ra ở ở trong trại tù. Và khi mà tôi đang ở trong trại tù thì tôi nhận ra một điều rằng nó là những cái sự thật lịch sử về Hồ Chí Minh, hay là những sự thật lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam, họ đang muốn che giấu, không có ảnh hưởng nhiều đến cái bữa ăn hàng ngày của những người tù. Và tôi đã đứng ra đấu tranh cho quyền lợi của những người tù. Vào thời điểm đó tôi quyết định tôi sẽ lên tiếng vì chuyện cơm và chuyện thịt của những người tù. Ngay ngày hôm sau tôi đứng ra báo cáo cán bộ về vấn đề này. Tôi đã thưa với cán bộ của trại tạm giam Hòa Lò, tức là trại tạm giam số 1 công an thành phố Hà Nội, rằng thưa cán bộ, cơm lẫn đất, rau lẫn cỏ, thịt thì bị cắt xén, báo cáo cán bộ, cơm không thể ăn được. Thì cán bộ mới nói rằng là tại sao anh nói cơm không ăn được? Thì tôi mới nói với cán bộ rằng là nếu cán bộ muốn chứng minh rằng cơm ăn được theo nghĩa bình thường, có nghĩa rằng là ăn không phải ăn để tồn tại mà là phải ăn để sống, thì mời cán bộ đến dự bữa cơm với buồng giam của tụi tôi. Thì sau cái buổi báo cáo về cơm đó thì tình hình không, tôi không chắc rằng cơm của cả Hỏa Lò được cải thiện, nhưng ít ra cơm trong buồng giam của tôi đã được cải thiện. Có nghĩa rằng là cơm lúc đầu, cơm bữa trưa thì vàng, bữa tối thì đen, đã chuyển thành cơm bữa trưa màu trắng, còn bữa tối thì màu vàng. Tuy rằng đấu tranh chưa được đạt đến cái điều mà tôi mong muốn, nhưng cũng đã có sự thay đổi. Và quyết tâm thứ hai tôi muốn đấu tranh đó là thịt dành cho những người tù. Theo quy định của các nhà tạm giữ, tạm giam, các trại giam, thì mỗi người tù hàng tháng được 0,7 kg thịt và 0,8 kg cá. Sau khi quy đổi, họ không có đưa cá cho nên họ quy đổi cả thành thịt. Thì họ đã tính toán cho tôi, thế nhưng tôi tính ra cho họ thấy, tôi đặt bút giấy xuống thì tôi tính ra cho họ ngay tại bàn và cho họ thấy rằng đó là bữa ăn của người tù đang bị các anh cắt xén, đang bị thiếu. Sau khi tôi lên tiếng thì các ban giám thị của trại giam thì mới nói với tôi rằng là anh Dũng, anh mới đến trại giam, anh cần quan sát một thời gian thì anh mới biết được rằng là nó thừa hay nó thiếu, chứ anh mới vào đây vài ba hôm mà anh đã vội kết luận thì e rằng là anh kết luận hơi sớm. Họ nói với tôi như vậy. Và tôi đã nói rằng được rồi, tôi sẽ theo dõi trong vòng 1 tháng. Nếu 1 tháng sau, trong tháng tôi theo dõi mà bị thiếu, tháng sau tôi sẽ lập tức báo cáo lên cấp cao hơn nếu các anh không giải quyết. Thì trong vòng 1 tháng đó,
các ban giám thị trại giam của trại tạm giam số 1 Công an thành phố Hà Nội, hay chúng tôi gọi tắt là Hỏa Lò ấy, trại Hỏa Lò, họ đã cân cho chúng tôi những bữa thịt, có nghĩa rằng là khi nào cấp phát thịt vào buồng thì có ban giám thị đi cân, và những phiếu thịt chuyển đến buồng giam của tôi. Nếu các bạn hỏi những người luật sư bào chữa cho tôi, đó là luật sư Võ An Đôn và luật sư Nguyễn Khả Thành, thì hai vị luật sư này sẽ biết được chi tiết, đó là tôi đưa những cái phiếu thịt ra trước vành móng ngựa. Tôi giữ được họ, các ban giám thị cân cho tôi được 8 lần hay 9 lần đó, tức là có 9 phiếu thịt mà họ cân để cho tôi có cái bằng chứng rằng là thịt buồng giam bị thiếu. Và tôi đưa ra trước tòa sơ thẩm được 3 phiếu thịt. Chi tiết này các bạn có thể hỏi những luật sư của tôi để biết được rằng là chi tiết đó có thật. Và khi tôi, kể cả khi tôi đứng ra tôi đấu tranh cho những người tù, thì cái thịt có nghĩa rằng là có nhiều hơn một chút, nhưng hoàn toàn là những người tù vẫn không được ăn đúng và đủ theo chỉ tiêu. Và kể cả chuyện nước mắm họ cấp phát cho những người tù cũng vậy. Ví dụ mỗi người tù là 0,75 lít nước mắm chẳng hạn. Thế thì mỗi hai người là 1,5 lít, buồng giam 40 người chẳng hạn. Thì trong buồng thì là 20 x 1,5 là 30 lít. Đáng lẽ là 30 lít nước mắm mỗi tháng, thế nhưng mà một thực tế là họ cấp phát vào, họ chỉ cấp phát có hai cái chai La Vie con khoảng 0,5 ml cho một buồng giam 40 người. Họ chỉ cho có khoảng 1 đến 1,5 lít mà cùng lắm là 2 lít nước mắm một tháng mà thôi. Trong khi đó chỉ tiêu phải là 40 người thì 30 lít một tháng. Họ cắt giảm mạnh như thế. Tôi đứng ra tôi đấu tranh cho điều đó. Và tôi cũng đã có nói với Viện Kiểm sát rằng, thưa Viện Kiểm sát, buồng giam của Hỏa Lò theo quy định chỉ được giam giữ tối đa 20 người. Tại sao những buồng giam các anh lại giam giữ tận, có những thời điểm lên đến 40 người, trong khi đó những buồng giam chỉ thiết kế để giam giữ 20. Tôi có đấu tranh rất nhiều. Và không phải là những bài nói chuyện về Hồ Chí Minh, mặc dù là trong buồng có một ngôn ngữ gọi là dịch. Dịch tức là, tôi giải thích cho các bạn, những người chưa hiểu một chút, dịch là những, cũng là những người tù, nhưng mà đã bị cán bộ mua chuộc, hay là bằng cách thức dọa dẫm, hay bằng cách này hay cách khác mà phục vụ cho cán bộ, trở thành một tai mắt ở trong buồng. Và có những gì, có những vấn đề gì ở trong buồng giam thì họ đều ra ngoài và lập tức báo cáo với cán bộ. Thật ra thì tôi nói về sự thật lịch sử về Hồ Chí Minh ở trong buồng giam rất nhiều. Và tôi nói về những sự thật lịch sử. Tôi nói về Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ngày xưa và Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa. Tôi nói về hai chế độ, hay tôi nói về sự thật lịch sử về Hồ Chí Minh. Ví dụ như ông Hồ Chí Minh có vợ có con mà ông nói không có, hay là những chi tiết như là ông ấy muốn nghe một khúc hát Phúc Kiến chứ không phải là muốn nghe dân ca xứ Nghệ, hay là câu hò xứ Huế. Tóm lại là ông ấy không có muốn nghe nhạc Việt trước khi qua đời. Tôi nói rất nhiều nhưng tôi không có bị gây áp lực gì trong vấn đề đó, mà họ chỉ gây áp lực với tôi vì tôi đứng ra tôi đấu tranh cho những người tù. Và tôi nhận ra được một điều rằng những cái sự thật hay những cái nhân quyền nó không hề mang lại cho những người tù một bữa ăn đầy đủ, mà chỉ có đứng lên đấu tranh vào quyền lợi trực tiếp thì những người tù mới có thể có bữa ăn đầy đủ được. Và bởi vì đứng lên đấu tranh cho những người tù có một bữa cơm đàng hoàng, có một bữa thịt được đầy đủ, có những lít nước mắm được cấp phát vào một cách đàng hoàng, tôi đã phải, tức là gần như là tôi đã bị gây áp lực vì chuyện đó. Tôi bị gây áp lực vì chuyện tôi đứng ra đấu tranh, chứ không, tôi không bị gây áp lực bởi tôi nói lên những sự thật của Đảng Cộng sản. Tôi còn nhớ sau phiên sơ thẩm tôi thì có phó giám đốc trại giam
của trại tạm giam Hòa Lò là Thượng tá Nhã có làm việc với tôi. Và Thượng tá Nhã có trao đổi qua lại rất nhiều với tôi. Và Thượng tá Nhã cũng đã có nói với tôi rằng là anh nên hướng đến những cái điều cao cả hơn. Tức là Thượng tá Nhã nói với tôi như vậy, nói rằng anh nên hướng đến những cái điều cao đẹp hơn, cao cả hơn. Anh có thể đấu tranh vì cái quyền đa nguyên đa đảng. Anh có thể đấu tranh cho một cái thể chế tam quyền phân lập. Hay anh có thể đứng ra đấu tranh vì quyền tự do báo chí. Hay anh có thể hướng đến những điều cao cả hơn như Biển Đông đang bị mất. Thế chứ còn anh đấu tranh vì những cái thứ như cơm với cái rồi thịt rồi nước mắm, những cái thứ thông thường này làm gì? Có nghĩa rằng là người ta khuyên tôi như vậy. Người ta khuyên tôi là nên hướng đến những cái điều cao cả và đừng có để ý đến những cái thứ tầm thường. Thế nhưng thật ra rằng những cái thứ tưởng chừng như cao cả đó, nếu tôi đấu tranh trong tù thì tôi đấu tranh bằng cách nào? Và những cái thứ tưởng chừng như cao cả đó thật ra không hề có ảnh hưởng đến cái nồi cơm của những cán bộ. Những cái sự thật lịch sử, sự thật về Hồ Chí Minh hay sự thật về Đảng Cộng sản Việt Nam, hay là những chuyện mà cải cách ruộng đất 53, 56 nó xảy ra từ trong quá khứ, nó không hề ảnh hưởng đến nồi cơm của các cán bộ hiện tại. Mà chỉ có tôi đấu tranh cho cơm được trắng ra, thịt được nhiều lên thì mới ảnh hưởng đến nồi cơm của các ông. Và đó chính là cái điều mà các ông phải gọi tôi ra đây làm việc. Các bạn ạ, bây giờ tôi hỏi những người ở đây một câu hỏi đơn giản như thế này. Bây giờ một người biết rõ sự thật lịch sử về Hồ Chí Minh, thế nhưng người đó đi ra đường đầy đủ mũ bảo hiểm, bằng lái, giấy tờ xe, bảo hiểm xe đầy đủ, ra đường bị công an thổi, người đó lập tức xì tiền, móc tiền túi ra đưa và mong người công an giao thông thông cảm, rồi cuối cùng về viết bài chửi cộng sản, chửi công an, thì thật sự mà nói có hiệu quả hay không? Ví dụ như một người biết rõ về sự thật lịch sử, biết rõ về Hồ Chí Minh, biết rõ về Đảng Cộng sản Việt Nam độc tài, gây tội ác trong quá khứ rất nhiều, nhưng đi ra đường gặp một người công an giao thông thổi lại, mặc dù mình không có hề sai phạm gì nhưng vẫn móc tiền đưa cho họ, thì theo các bạn, nhận biết về sự thật lịch sử liệu có giúp được con người đó thoát khỏi cái cảnh cai trị hay không, thoát khỏi cảnh bóc lột hay không? Và có nhiều người nhận biết rõ lịch sử, nhận biết rõ sự thật về Hồ Chí Minh, nhận biết rõ sự thật về Đảng Cộng sản Việt Nam, thế nhưng mà gặp những cái áp bức bóc lột hàng ngày, họ không hề lên tiếng. Ví dụ như giá xăng tăng họ không hề lên tiếng, hay cước internet tăng, hay là mạng chập chờn họ không hề lên tiếng, hay là con của họ đi học bị thu học phí rất đắt, bị thu các cái khoản đóng góp rất nhiều, những khoản tự nguyện nhưng bắt buộc, và họ câm lặng họ đóng tiền. Thì những người đó nhận thức sự thật lịch sử xong rồi làm được gì? Tại vì họ không dám đứng lên đấu tranh. Có những người biết rất nhiều thế nhưng không hề dám lên tiếng cho những cái cuộc sống thường nhật. Khi mà họ bị bóc lột, khi mà họ bị áp bức, ví dụ như về vấn đề làm sổ đỏ, hay là về vấn đề nông nghiệp ở địa phương bị thu rất nhiều loại thuế, hay vấn đề về giáo dục của con em mình bị đóng rất nhiều loại, họ cũng không có lên tiếng. Hay khi đi ra đường gặp những người công an giao thông, mặc dù người đó không có bị phạm lỗi gì, nhưng theo tâm lý sợ hãi đã có sẵn thì họ chủ động rút tiền ra đưa.
Như vậy đó là những người đã có rất nhiều người nhận thức ra sự thật lịch sử nhưng họ không hề dám lên tiếng đấu tranh. Theo tôi, Đảng Cộng sản cái gì họ cũng sợ. Họ sợ các bạn lên tiếng vì sự thật. Họ sợ các bạn biết về các quyền của con người như quyền được tự do hội họp, lập hội, quyền được tự do biểu tình. Nhưng tôi dẫn những cái ví dụ như tôi ở trong tù đó. Và sắp tới đây tôi sẽ có một ví dụ khác để tôi muốn muốn truyền tải một thông điệp rằng là Cộng sản họ sợ những người đấu tranh trực diện. Tôi muốn các bạn cùng tôi nghe một đoạn băng ghi âm. Của một nạn nhân. Đoạn băng ghi âm này là của một nạn nhân. Em ấy mới là học sinh cấp 3. Em ấy đứng lên đấu tranh nói tiếng nói cho những người dân bị đàn áp, bị cướp chỗ để bán hàng, có nghĩa rằng là bị đàn áp chợ. Và em ấy bị đối xử như thế này đây. Các bạn mời các bạn nghe cùng tôi cái đoạn băng ghi âm này. Đây là tất nhiên tôi đã chỉnh sửa giọng nói của nạn nhân đi một chút để cho cơ quan điều tra khỏi nhận ra, và trước khi tôi đưa cái này lên cho các bạn xem thì tôi đã xin phép nạn nhân cho phép tôi sau khi tôi đã sửa âm cho cơ quan chức năng của Cộng sản Việt Nam không nhận ra, và mời các bạn nghe lại thêm một lần nữa để biết em ấy bị đối xử như thế nào khi em ấy chỉ có đứng ra đấu tranh cho những người dân khi những người dân bị đàn áp cướp chợ. Nó chửi tục rồi nó đập nó đòi đánh đập em, nó đòi lấy chích điện ra nó chích điện em á, rồi nó chửi thịt mẹ mày rồi đụng nó chửi tục lắm hết, nó bắt em phải đưa mật khẩu Facebook mà em không đưa, đưa cả nó hỏi sử dụng Gmail nào em cũng không đưa cho nó luôn, rồi nó hỏi sử dụng số điện thoại nào em cũng không đưa, không đưa Gmail số điện thoại Facebook gì hết á, em không ký biên bản gì hết. Chào anh chị, ngày hôm nay em lên làm việc với tụi nó thì tụi nó hầu dọa em mức độ rất là nặng, nó chửi tục rồi nó đập nó đòi đánh đập em, nó đòi lấy chích điện ra nó chích điện em nữa, rồi nó chửi thịt mẹ mày rồi đụng nó chửi tục lắm hết, nó bắt em phải đưa mật khẩu Facebook mà em không đưa, đưa cả nó hỏi sử dụng Gmail nào em cũng không đưa cho nó luôn, rồi nó hỏi sử dụng số điện thoại nào em cũng không đưa, không đưa Gmail số điện thoại Facebook gì hết, em không ký biên bản gì hết. Các bạn vừa được nghe tiếng nói của một nạn nhân. Nạn nhân này chỉ là một em học sinh cấp 3. Và em ấy bị lừa bằng cách là mời lên phòng làm việc. Nhưng khi em ấy lên phòng thì không có gặp hiệu trưởng hay khi không có gặp giáo viên mà gặp an ninh, và an ninh đã bắt cóc và đã làm việc hàng tháng trời. Trên đây chỉ là một đoạn băng được ghi lại khi mà em ấy chuyển đến cho tôi. Và thật sự mà nói thì mỗi tuần trôi qua tôi nhận được rất nhiều giấy mời và nhận được rất nhiều cuộc gọi nhờ tôi tư vấn về vấn đề pháp lý. Có nghĩa rằng là có nhiều giáo viên bị mời lên làm việc chỉ vì phổ biến kiến thức lịch sử cho học sinh sinh viên, hay có nhiều người dân ở các nơi trên đất nước như trường hợp của em học sinh này đứng ra tại vì không có được, em ấy không có biết tin ai hay không có biết gửi cho ai mà em ấy chỉ biết gửi cho tôi thôi. Có rất nhiều trường hợp như thế xảy ra hàng ngày và em ấy gửi cho tôi để cho tôi truyền tải đến các bạn một thông điệp rằng đó là có những người
họ lên tiếng đấu tranh vì những cái sai phạm hàng ngày, và những người đó bị đối xử rất tàn tệ. Tôi dẫn ví dụ luôn một ví dụ vừa mới xảy ra đây, với mới xảy ra gần đây. Đó là về một nhà báo có một văn bản đòi gặp mặt ông phó chủ tịch quận 1 để làm việc về chiếc đồng hồ Patek và cái điện thoại Vertu. Và vị nhà báo đó ngày hôm nay vừa mới bị gọi là mất mất chức. Những người đấu tranh cho sự thật, những người đứng ra đấu tranh trực diện là sẽ bị đối xử rất nặng nề như thế này. Theo tôi, đấu tranh trực diện vào những cái sai phạm của nhà cầm quyền đang xảy ra hàng ngày mới là cái khiến cho những người cộng sản sợ nhất. Vì theo bản thân tôi, họ sợ nhất cái gì thì họ mới đàn áp mạnh mẽ nhất cái đó. Ví dụ như trong cái ví dụ mà tôi đưa ra lúc đầu kể chuyện tôi ở tù, giữa việc tôi đứng ra tôi đấu tranh về chuyện cơm có thịt đầy đủ cho những người tù, đầy đủ thịt nước mắm, bữa cơm đầy đủ cho những người tù, và việc tôi đứng ra nói lên sự thật lịch sử về cộng sản, về Hồ Chí Minh, thì rõ ràng một điều rằng là khi tôi đứng ra tôi đấu tranh vì chuyện cơm có thịt đầy đủ, những bữa ăn của người tù phải được đầy đủ, mới lúc này mới là lúc tôi bị đàn áp mạnh, tôi bị gọi là bị đe dọa mạnh nhất. Chứ họ không có đe dọa tôi vì việc tôi nói lên sự thật lịch sử về cho cả cái buồng giam biết về tội ác của ông Hồ Chí Minh ngày xưa, hay là tội ác của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày xưa, mà họ đàn áp tôi chỉ vì tôi đứng ra tôi đấu tranh cho quyền lợi của những người tù. Thông điệp của ngày hôm nay tôi muốn truyền tải là vậy. Cái gì cộng sản sợ nhất thì cái đó cộng sản nó đàn áp mạnh mẽ nhất. Tất nhiên là họ đàn áp rất nhiều vấn đề, như họ đàn áp tôn giáo. Đúng rồi, cộng sản sợ những người dân họ theo cái tín ngưỡng tôn giáo, vì những cái tôn giáo nào mà họ không kiểm soát được, ví dụ như về Công giáo hay Phật giáo Hòa Hảo hay là Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, thì họ sẽ đàn áp rất mạnh mẽ. Như vụ đàn áp chùa Liên Trì chẳng hạn, họ lấy cớ quy hoạch quận 2 và họ đã san bằng chùa Liên Trì vào hồi năm 2016. Hay là những vụ đàn áp tôn giáo gần đây, chỉ có một tôn giáo ở trên cái đất nước này mà càng ngày mà cộng sản càng cho phát triển, đó là Giáo hội Phật giáo Việt Nam và những ngôi chùa thuộc vào hệ thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Các bạn nên để ý rằng là Giáo hội Phật giáo Việt Nam khác với Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, đây là hai hội đoàn hoàn toàn khác nhau. Giáo hội Phật giáo Việt Nam họ có cái slogan là đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội. Chỉ cần đọc cái slogan lên là các bạn biết là Giáo hội Phật giáo Việt Nam theo bên nào rồi và đã bị ai kiểm soát rồi. Tôi xin nhắc lại là cộng sản sợ rất nhiều thứ, thế nhưng cộng sản chỉ sợ nhất khi mà gặp những người dám đấu tranh trực diện cho những quyền lợi đang xảy ra hàng ngày, hay những quyền lợi có tính chất lâu dài như đấu tranh cho quyền tự do tôn giáo, đấu tranh để cho người dân được sở hữu đất đai, hay đấu tranh cho những cái sai phạm đang xảy ra thường trực hàng ngày, như chuyện ông nhà báo mà vừa bị cách chức chỉ vì đòi một cuộc gặp với ông phó chủ tịch quận 1 để làm rõ cái vấn đề ông dùng điện thoại Patek Philippe và đồng hồ Vertu.
Hay như các bạn cũng vừa xem một đoạn băng của một nạn nhân, em ấy mới là học sinh cấp 3, em ấy đứng ra đấu tranh để đòi lại cho bà con quyền được tự do kinh doanh buôn bán trong cái chợ hoàn toàn hợp pháp mà em ấy đã bị Cộng sản Việt Nam lừa đảo em ấy và bắt cóc em ấy, và em ấy bị làm việc một cách nặng nề như vậy, làm việc hàng tháng trời mà không không hề ai biết. Và tôi hy vọng rằng sau cái video này tôi sẽ thức tỉnh được một số người dân nữa. Các bạn biết về sự thật rất quý, đúng rồi, điều đó rất quý, tại vì điều đó chính là nền tảng. Biết sự thật về Hồ Chí Minh hay biết sự thật về Đảng Cộng sản Việt Nam, điều đó rất quý. Thế nhưng tôi mong các bạn hãy lên tiếng đấu tranh vì những cái điều hiện hữu hàng ngày, hay những cái ví dụ các bạn đấu tranh cho chính con em của mình khi mà thấy con em của mình bị đóng học phí cao quá mức quy định của pháp luật, hay là họ thu thêm những cái khoản thu tự nguyện nhưng mà lại bắt con em bắt buộc. Hay hãy đấu tranh cho khi thấy các cái sai phạm xảy ra hàng ngày của những người cảnh sát giao thông. Hay hãy đấu tranh cho tôn giáo mà bạn đang theo, bạn đang tin, và hãy giữ vững cái tôn giáo đó. Chỉ có bằng cách nhận thức ra sự thật, chúng ta sẽ có kiến thức hơn về cái chế độ độc tài này. Thế nhưng chỉ có các cách thức đấu tranh thì mới chúng ta mới có thể đẩy lùi được cái chế độ độc tài. Có một câu nói rất hay rằng là cộng sản với mình như bóng với hình, mình lùi thì người ta tiến, mà mình tiến người ta lùi. Nếu chúng ta tiến với mức độ hợp lý thì đó chính là dấu hiệu của một nền dân chủ càng ngày càng đến gần. Và tôi cũng nhắc lại, đó là có rất nhiều, có chỉ có một mặt trăng duy nhất, nhưng có rất nhiều ngón tay để chỉ đến ánh trăng. Có rất nhiều cách thức đấu tranh, ví dụ đấu tranh cho quyền tự do tôn giáo, hay đấu tranh cho quyền tự do ngôn luận, cho hệ thống báo chí được quyền nói lên sự thật mà không bị ai kiểm duyệt. Hay những cách thức đấu tranh trước khác mà tôi đã nói rất nhiều đến trước đây. Tôi có thể kết thúc buổi nói chuyện trực tiếp này tại đây. Và mong có điều gì đó mà các bạn đang thắc mắc thì các bạn có thể inbox hay comment, tôi sẽ cố gắng trả lời. Và rất mong được gặp lại các bạn ở trong buổi nói chuyện trực tiếp vào ngày hôm sau. Tôi nói chuyện về chủ đề đấu tranh dân chủ và công tác thiện nguyện. Xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi, quan tâm và ủng hộ tôi.